Hôm nay cháu trong bàn giao gia đình cái sạp này thì chúng cháu xin cảm nhận là chú hài lòng với cái sản phẩm của chú. Cái này đầu tiên là xin cảm ơn. Là tin tưởng bên đầu gỗ Tùng Tám là mình rất tin tưởng. Dạ. Bên này rất nhiều làng nghề nhưng chưa ưng sang bên đây. Bên này là bọn cháu Tùng Tám là nói chung là xem nhiều nhưng rất ưng nên dạ. Nói chung là rất đồng ý. Rồi, cháu cảm ơn nhé, cháu thay mặt. Tùng Tám xin kính chào các bác nhé. Hiện tại đang là buổi chiều của ngày 1 tháng 8 năm 2020. Hiện tại chúng tôi đang có mặt tại trước cổng nhà gia đình cô chú Bằng Hiền tại khu 2 xã Đỗ Sơn, Thanh Ba, Phú Thọ. Đây chúng tôi Đỗ Xuyên đúng không cô? Đỗ Xuyên, vâng. Và chúng tôi đang trong quá trình lắp đặt cho gia đình một chiếc sập ngồi. Thì chúng tôi đã lắp xong phần quay ở trên tầng 2 rồi. Hiện tại thì chúng tôi đang chuẩn bị để vận chuyển chiếc mặt này lên. Đây toàn cảnh trước là không gian ngôi nhà của chú Bằng Hiền tại khu 2 Đỗ Xuyên, Thanh Ba, Phú Thọ quý nhé. Một lát nữa thì tôi sẽ vào bên trong và quay chiếc sập chúng tôi đang lắp đặt ở phía trên tầng 2 của gia đình. Đâu đấy, quay vào trong chú ạ. Vâng, mới quay vào trong. Vâng, đây là phía chiếc sập mà chúng tôi vừa lắp đặt trong gia đình nhà cô chú nhé. Ở phía trên tầng 2 của gia đình đây. Đây không gian phòng thờ trên tầng 2. Ở đây, đây là chú chủ nhà ghế nhé. Chú Bằng, chú nhỉ? Chú Bằng tại khu 2, Đỗ Xuyên, Thanh Ba, Phú Thọ. Đây, chiếc sập này thì là có kích thước là 1m8 x 2m2. Và hôm trước thì chú cũng đang sang và ký duyệt cái phần mộc bộ sản phẩm rồi. Hôm nay chúng tôi lắp đặt và hoàn thiện gia đình. Tôi có quay lại một video clip làm một kỷ niệm với chú cũng như là giới thiệu đến mọi người. Đây toàn bộ phần về phần đục chạm của chiếc sạp này, đục chạm theo mẫu là ngũ khúc tráng mai phần chính giữa là có rơi rơi ngậm chữ thọ như là hoa mai. Và bên phía bên này là có những cái đường triện mẫu tử như vậy này, đường triện mẫu tử và toàn bộ phần hoa văn đục chạm cũng rất sắc nét. Phần ngũ lạt thì chúng tôi chọn lọc rất là đẹp. Đầu chân thì có đầu chân rơi, năm chú rơi thì gọi là sập ngũ phúc. Ván mặt là ván mặt hai lá và dày đậm 2 phân, quân tranh là 7 phân. Đây là một góc máy khác của chú sập rất là đẹp. Và rất cảm ơn gia đình của chú đã tin tưởng ủng hộ sản phẩm chúng tôi nhé. Quý vị nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp tới cơ sở đồ gỗ Tùng Tám nhé. Chúng tôi có địa chỉ tại xã Văn Khúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Có số điện thoại là 0987 51086. Website là đồ gỗ tùng8.com. Hôm nay cháu trong bàn giao gia đình cái sạp này thì chúng cháu xin cảm nhận là chú hài lòng với cái sản phẩm của chú. Cái lần này đầu tiên là xin cảm ơn. Tin tưởng bên đồ gỗ Tùng Tám là mình rất tin tưởng. Dạ. Bên này rất nhiều làng nghề nhưng chưa ưng sang bên đây. Bên này là bọn cháu Tùng Tám mà nói chung là xem nhiều nhưng rất ưng nên dạ. Nói chung là rất đồng ý. Rồi, cháu cảm ơn nhé, cháu thay mặt cơ sở rất cảm ơn chú nhé. Xin cảm ơn. Ok mọi người nhé. Hôm nay là ngày 1 tháng 8 năm 2020. Mọi người quan tâm thì hãy đăng ký kênh của tôi để cập nhật những video clip mới nhất về sản phẩm. Xin chào mọi người.